Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trên các báo số ra ngày hôm nay, ngày 22 tháng 11 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu là thông tin trong nước đáng chú ý có trên báo Nhân dân số ra hôm nay. Bài báo cho biết, để hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2016 đạt 10% như đã đề ra là một thách thức rất lớn, nhất là chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm. Chúng ta phải tận dụng thời cơ cuối năm, thường là dịp thị trường thế giới có nhu cầu cao để đạt mức tăng trưởng xuất khẩu đột phá. Có như vậy mới hy vọng đạt và vượt kế hoạch năm. Bài báo nhận định, tăng cường quản lý thị trường, ngăn chặn buôn lậu, kiểm soát hàng giả và hàng không đảm bảo chất lượng, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường, gây ảnh hưởng nguyên liệu sản xuất phục vụ xuất khẩu. Siết chặt quản lý nhập khẩu, sử dụng hàng sản xuất trong nước thay thế nhập khẩu. Đề xuất các biện pháp phù hợp với cam kết quốc tế để quản lý nhập khẩu nhóm hàng tiêu dùng và nhóm hàng trong nước đã sản xuất được là những biện pháp thiết thực góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu. Với nhân đề thưởng Tết hay không cần có luật, báo Nông nghiệp Việt Nam cho biết, với nhiều lao động phổ thông, mức lương hàng tháng chỉ đủ sinh hoạt thì tiền thưởng thực chất là một khoản quan trọng để chi tiêu trong những ngày cuối năm. Nhưng với quy định hiện hành, số tiền này là bao nhiêu phải tới phút chót mới biết được. Vì lẽ đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành công văn 4577 gửi các Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị doanh nghiệp phối hợp trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở xây dựng phương án hỗ trợ người lao động xây dựng các khoản phụ cấp, trợ cấp, phương án tiền thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp được biết. Mục đích của việc ban hành công văn này là để người lao động chủ động trong việc lên kế hoạch chi tiêu trong dịp Tết. Nhưng thực tế, người lao động vẫn không thể biết chính xác khoản tiền mà mình nhận được cho tới khi nhận được. Bởi vậy, khi người lao động nhận được tiền thưởng vào dịp giáp Tết là một loạt các mặt hàng tiêu dùng đồng loạt tăng giá. Vì thế, mà mục đích tốt đẹp ban đầu của thưởng Tết là để người dân có thêm tiền chi tiêu lại vô hình chung không phát huy được giá trị của nó. Sau một thời gian đưa vào sử dụng, không ít công trình xây dựng đã có biểu hiện hư hỏng như nứt, vỡ, lún sụt, thấm rột, bong rộp, phải sửa chữa, gây tốn kém, lãng phí. Nhiều công trình không tiến hành bảo trì hoặc bảo trì không đúng định kỳ. Tình trạng này diễn ra phổ biến ở các công trình xây dựng chung cư, công trình công cộng, trường học, bệnh viện, khiến nhiều người dân lo lắng và bức xúc. Với nhan đề quản lý chất lượng công trình xây dựng, báo tin tức cho biết. Thực tế cho thấy, tại Việt Nam, đấu thầu theo nguyên tắc đấu giá thấp nhất thắng thầu đã gây ra thiệt hại lớn và chủ yếu rơi vào chất lượng công trình. Một công trình đáng lẽ phải bền vững trong vòng 15 năm mới phải trùng tu, nhưng sau khi đưa vào hoạt động thì chỉ 5 năm đã phải thực hiện công tác này. Có những công trình khi xây dựng xác định tuổi thọ đạt 100 năm nhưng chỉ 60 năm, thậm chí có khi là 30 năm, 20 năm đã hư hỏng, phải thay thế. Tất cả những yếu tố này sẽ làm tăng chi phí lên rất nhiều. Số kinh phí tiết giảm từ bỏ thầu giá thấp cũng không đủ bù cho các khoản này, mà nghiêm trọng hơn là nó ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp và mất lòng tin của xã hội. Với nhan đề bước phát triển mới của thủy sản Vĩnh Phúc, báo Vĩnh Phúc khẳng định, sau 20 năm tái lập tỉnh, ngành thủy sản của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực cả về sản lượng và giá trị sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế ổn định, thu nhập cao cho hàng ngàn hộ dân. Bài viết đưa ra con số so sánh, nếu như năm 1997, giá trị sản xuất thủy sản mới đạt 110,74 tỷ đồng, thì đến năm 2015 đạt 631,34 tỷ đồng. Sản xuất thủy sản tiếp tục phát triển ổn định, từng bước đa dạng hóa về chủng loại nuôi trồng. Từ hình thức thủy sản quảng canh và quảng canh cải tiến, đến nay, người dân đã mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản theo hình thức bán thâm canh và thâm canh. Nhờ mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô và đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đã xuất hiện nhiều gương nông dân sản xuất giỏi, đóng góp vào giá trị xuất khẩu chung của toàn ngành. Chiến trường Syria ngày một phức tạp là thông tin quốc tế nổi bật có trên báo Quân đội Nhân dân số ra hôm nay, bài báo cho biết. Tình hình tại Syria đang vô cùng phức tạp. Máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục oanh kích vào các căn cứ của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng khu vực phía Bắc Syria, trong khuôn khổ chiến dịch lá chắn Euphrates, cho dù Syria không đồng ý. Trong khi đó, Nga tuyên bố tiến hành hoạt động bay giám sát trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ theo Hiệp ước Bầu trời mở. Những mâu thuẫn của các nước có liên quan tới chiến trường Syria đang hiện hữu, khiến cuộc chiến ở đây leo thang. Với nhan đề tai nạn tàu kinh hoàng tại Ấn Độ do lơ là bảo trì, báo Giao thông cho biết, các quan chức Ấn Độ chưa xác định được nguyên nhân khiến hàng chục toa tàu chật bánh, nhưng nghi ngờ khả năng là nứt dây. Vụ tai nạn trên khiến số vụ chật đường dây trong năm nay ở Ấn Độ tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan đường sắt Ấn Độ thừa nhận, biết rõ tình trạng an toàn đường dây yếu kém nhưng chưa thể cải thiện. Trong năm tài khoá này, vấn đề an toàn đường sắt ở Ấn Độ đáng báo động do số vụ chật đường dây tăng từ 69 lên 80 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.